xin hỏi chị thủy câu hỏi đầu tiên là có nên cho các con đi học từ sớm không ạ? À? Cái uh, tiêu chí mà để tôi chọn cho các con đi học từ sớm thì biết rằng là cái việc này là sẽ tốn kém hơn là khi các con đi học đại học nhưng mà tôi vẫn chọn là để cho các con học phổ thông trung học vì có những cái lợi ích sao? Ờ, như làm chúng ta đã biết tiếng Anh đó là rất là quan trọng cho một đứa trẻ tại một cái quốc gia khác sang một cái quốc gia mà họ sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thì các con rất là khó khăn. À, như khi mà các con đi qua học ở phổ thông trung học đó, thì các con đã bắt đầu được học tiếng Anh sớm hơn là các bạn học đại học. Đó là cái lợi ích về tiếng Anh. Cái thứ hai là về văn hóa à, vì các con khi đi học ở phổ thông trung học thì đa số là các con phải dưới 18 tuổi. Mà dưới 18 tuổi thì phải có sự giám hộ của cái người bản xứ của Canada thì bắt buộc các con phải ở ở nhà của người thì bản xứ. Dạ. Thì khi đó thì ở trong nhà bản xứ thì các con sẽ được dạy những cái văn hóa trong gia đình của người bản xứ cũng như là cái cách sinh hoạt của họ thì các con sẽ bắt được những cái phong tục tập quán à, tiếng nói à, sẽ nhanh hơn là các bạn à, học đại học à, và một phần nữa quan trọng là khi các bạn học đại học á, thì qua đó các bạn là người Việt thì thường là các bạn sẽ ở chung với một nhóm của các bạn người Việt để vì sau 18 tuổi thì ngay cả bản thân nhà chủ nhà họ cũng không nuôi con của họ nữa thành ra là họ đã đẩy ra ngoài rồi thì các bạn học đại học 18 tuổi phải ra ngoài và thuê thì đa số các bạn sẽ thuê một cái căn nhà hoặc một cái phòng thì một nhóm đó là một nhóm người việt thì chúng ta sẽ không có giao tiếp tiếng anh được nhiều và cũng không có những cái à, học được những tập hoán và văn hóa của tại nước sở tại của mình yeah. đi học yeah. đó là đó là những cái lý do mà tôi chọn sớm để cho con có bắt đầu cái nền tảng trước sau đó phải vào đại học thì nó tốt hơn yeah. ngoài một cái tiêu chí quan trọng hơn nữa là tôi cảm thấy là nếu các con học cái chương trình phổ thông sau đó học đại học thì sẽ săn được học bổng nhanh hơn và được chấp nhận hơn là khi các con ở Việt Nam và uh, sẽ uh, sang học bổng để mà đi qua Canada. Cảm ơn à. chị Thủy.